này nè. Thấy không? Còn mấy chén ở dưới không con? Quay cái hết đi, chắc bạn nhìn kỳ quá. Quay hết đi, cái mất luôn. Sao mấy bật này lát luôn. Tắt đi. Ôi trái mít à, 1 ký 17 ngàn. Trái này là 11 ký. Sẽ tiếp cho cô. Con sẽ này đâu nhỉ cậu con. Dịnh đấy, dịnh cho cậu con. Không có chuyên nghiệp. Rồi mấy ngày hết rồi. Chưa đứt đâu. Trời ơi sao cực nặng nề quá vậy. Cho ba người trẻ. Đứt rồi đó. Thích thái. Ngọt tớp à. Ngọt quá. Con có xếp lộ không hay là con để cho cô lộ. Thái Lan 1 ký 17 ngàn à, trái này là 10 ký mấy. Coi như là sáng mua 170 ngàn. 170 phải không? 160 à? 160 à? 170 ngàn. Này 9 cái máy hả? 9 cái máy hả? Vậy là 160 hả? À, là cô thấy không? Nè, cái sơn nè, mẹ nó gà chứ bất kìa đâu có gà. À. Kìa nó dơ. Dính dơ nãy sao cô tưởng nó dơ. Nè, bẻ nè. Mình phải nhầm người không biết nó bích thái. Thái cái bẻ này ra nè. Sao bích thái này người biết bích thái? Biết. Cũng ghiền lắm. Xin mối ơi. Ở đó nhà Ngọc chồng á. Lẹ bên cho hoài à. Thèm quá à, xin mối ơi, xin mối lẹ lắm, lẹ lắm. Lẹ lắm, lẹ lắm. Lúc đó ba chồng mình trái cho nhỏ mà. Ở nhà chồng nó không có bóng thuốc á. Rồi nó dính mình nó biết. Giòn quá. Chồng mình đâu có ăn hết đâu, lâu lâu là gỡ lên ăn đâu hết. Thơm mà vừa thơm vừa ngọt. Nó không có mũ mà vì cô tưởng là chắc kia mũ lắm kia giờ hậu vì cô xé ăn cái nó ra liền nè không bên kia xé đâu ra mua nhỏ vậy mua nơi mua nơi mua đó đi lấy cái hộp đi lón hả từ thằng kéo nó sọt liền ổn mắt lắm. Người ấy người phái nữa. Phái nhân phái. Về cho con mất chuyện đâu mua gì cho nó ăn đâu. Cha tổ sư à. Vì cha không phải ăn mất nè. Nó ăn nóng thì cho mua để lạnh cái hai mẹ con. Nó kiếm ăn cái lắm.
Rồi thành quả nè, đó được nhiêu nè, 2 bịch, 3 bịch, trái mít được 2 bịch, 3 bịch luôn. Học nào đâu nè, hết chưa, trời cái hộp có bỏ uổng lắm, cái hộp luộc là ăn bá phát luôn. Nó sơ nãy chị cô nó đúng với nọ hộp nó cho bà được 3 bịch, 3 túi nha. À, bóp này là bỏ vô tủ lạnh, tủ lạnh rồi ăn từ 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 từ. Sao vậy? Sao tụi con? Thật phá nó mà ăn hộp cái vậy. Ăn á, cái gọi là cái luộc hoài đó, mà đâu có luộc đâu, luộc lâu chín luôn chết. Mày ăn có mấy hộp à, mà kêu tao luộc, ăn mấy hộp để lâu không? Cô có bỏ. À, mai giờ này cũng còn hoa nè. Chúc nhãn mặt liều bự bự nhãn mặt liều